Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Thế Giới Bí Ẩn. Bên trong quan tài xác ướp 3.400 năm tuổi vừa mở ở Ai Cập. Dù một số người lo sợ lời nguyền ứng nghiệm, nhưng các chuyên gia Ai Cập quyết định mở hai quan tài chứa xác ướp 3.400 tuổi của vợ chồng quan chức làm việc cho Pharaoh Seti I và Ramses II. Liệu có bí mật hay điều kỳ bí gì sẽ diễn ra khi nắp quan tài được mở? Hãy cùng Thế Giới Bí Ẩn khám phá qua clip ngay sau đây. Và các bạn cũng đừng quên bấm like, share, subscribe và ấn vào nút thông báo để nhận ngay những thông tin mới nhất đến từ Thế Giới Bí Ẩn các bạn nhé. Bên trong quan tài xác ướp 3.400 năm tuổi vừa được mở ở Ai Cập, những xác ướp lâu đời nhất trên thế giới luôn khiến người xem phải kinh ngạc sau mỗi cuộc điều tra của các nhà nghiên cứu. Những xác ướp hàng nghìn năm tuổi vẫn còn nguyên tóc, da mềm mại. Các khớp chân và tay vẫn có thể co duỗi dù trải qua những khắc nghiệt của thời gian, được coi là những xác ướp đặc biệt nhất trên thế giới. Khám phá hàng loạt những bí ẩn của những xác ướp luôn là mong muốn của người hiện đại nhằm giải mã phần nào bí mật về cuộc sống của người xưa và cách ướp xác của họ. Mở hai quan tài xác ướp 3.400 năm tuổi vào cuối tháng 9 năm 2019, giới chức Ai Cập đã mở hai quan tài xác ướp 3.400 năm tuổi để phục dựng và phát hiện chúng đã được bảo quản vô cùng hoàn hảo. Hai quan tài cổ được mở ra trước sự chứng kiến của Bộ trưởng Cổ vật Ai Cập và báo giới tại Bảo tàng Văn minh Ai Cập ở Cairo. Xác ướp Senetrem được tìm thấy tại nghĩa trang Dian Medina ở Luxor vào năm 1886 cùng với vợ, 20 người họ hàng khác và nhiều hiện vật giá trị. Theo Tổng thư ký Hội đồng Cổ vật tối cao, các xác ướp trong hai quan tài sarcophagi thuộc về Senetrem, quan chức giám sát các công nhân tại nghĩa trang Dian Medina ở Luxor dưới thời Pharaoh Seti I và Ramses I vương triều thứ 19, thế kỷ 13-12 trước công nguyên, cùng một trong những người vợ của ông. Trong ảnh là chiếc mặt nạ của vợ Senetrem được lấy ra khỏi quan tài tại Bảo tàng Văn minh Ai Cập ở Cairo. Senetrem là một trong những nghệ nhân xây cất và trang trí lăng mộ hoàng gia, sinh sống và làm việc tại ngôi làng Dian Medina. Ngôi làng Dian Medina được xây dựng dưới thời Thutmose của vương triều thứ 18 và phát triển cho đến vương triều thứ 20. Ngôi làng nằm ở phía tây bờ sông Nile, giáp phía bắc là thung lũng các vị vua, phía đông và đông nam là những ngôi đền làng, phía tây là thung lũng hoàng hậu. Ngôi làng này tập hợp các nghệ nhân, thợ thủ công tài hoa nhất Ai Cập về đây sinh sống để tiện cho việc xây cất lăng mộ hoàng gia. Những thợ thủ công xuất xứ nhiều nguồn từ người Ai Cập, Nubia cho đến Tây Á. Ngôi làng Dian Medina vốn có tên là Setmat, theo tiếng Ai Cập cổ có nghĩa là vùng đất của sự thật. Những thợ thủ công này không phải là nô lệ mà được trả công ăn lương và có cả ngày nghỉ và nghỉ lễ. Đàn ông làm việc trong các lăng mộ, đêm về nhà và những ngày nghỉ họ sẽ trang trí lăng mộ của chính mình. Phụ nữ trong làng nấu nướng và chăm con, những người được nuôi dưỡng trong làng và lớn lên tiếp bước truyền thống theo nghề nghiệp của cha ông họ. Người dân sống ở làng Dian Medina không cần lo việc đồng áng vì lương thực sẽ do chính quyền chu cấp và chuyển tới. Điểm bất lợi của vấn đề này là khi có hạn hán thiếu lương thực, người dân trong làng sẽ rơi vào khủng hoảng và đình công. Tồi tệ nhất là họ sẽ nổi cướp bóc. Theo lịch sử ghi lại thì vào thời Ramses IX, người dân trong ngôi làng Dian Medina đã cướp bóc rất nhiều lăng mộ hoàng gia tại thung lũng các vị vua. Các thợ thủ công được phép xây ngôi mộ cho riêng mình và nằm cạnh ngôi làng. Về mặt nghệ thuật, các lăng mộ được khai quật tại đây có hình vẽ sinh động không thua kém lăng mộ hoàng gia. Giới chức Ai Cập cho mở quan tài chứa xác ướp để phục vụ công tác phục chế, bảo quản cũng như giúp tìm hiểu thêm về con người Ai Cập trong giai đoạn vương triều thứ 19. Nhiều người lo ngại việc mở quan tài chứa xác ướp Ai Cập cách đây 3.400 năm có thể phạm vào lời nguyền cổ xưa. Lời nguyền Pharaoh được cho là sẽ đe dọa đến bất cứ ai phá giấc ngủ của vua Ai Cập và những cận thần của vua. Lời nguyền Pharaoh khi mở lăng mộ và xác ướp. Những câu chuyện và tin đồn xung quanh lời nguyền được ghi trên lăng mộ và xác ướp của các Pharaoh đã tồn tại trong nhiều thế kỷ. Theo một số tài liệu từ thời Trung Cổ đến cận đại, không nên động chạm đến khu nghĩa địa của người Ai Cập cổ đại bởi vì các xác ướp trong đó sở hữu những quyền năng bí hiểm và tà ác. Người ta tin rằng các thầy tu đã lập lời nguyền xung quanh khu vực chôn cất để bảo vệ xác ướp và hành trình tâm linh của họ sau khi chết. Niềm tin này hình thành nên ý tưởng gọi là lời nguyền của các Pharaoh. Bất kỳ ai dám bước vào hoặc làm xáo trộn ngôi mộ của xác ướp, đặc biệt là lăng mộ của Pharaoh, sẽ gặp những điều xui xẻo và khó tránh khỏi cái chết. Lời nguyền thường được chạm khắc trong nhà nguyện của lăng mộ, trên bức tường, cánh cửa giả, tấm bia, tượng và đôi khi là cả quan tài. Nội dung của lời nguyền này thường không giống nhau và đôi khi khá kỳ dị. Trong một số những lời nguyền kỳ lạ là lời nguyền con lừa, trong đó kẻ xâm phạm lăng mộ sẽ bị một con lừa cưỡng hiếp. Con lừa là biểu tượng khuôn mặt của ác thần Sếp, con của thần đất Sếp và nữ
thần bầu trời Nut. Truyền thuyết xung quanh lời nguyền của Pharaoh bắt đầu vào khoảng thế kỷ thứ 7, sau khi người Ả Rập chinh phục Ai Cập nhưng không thể đọc được các chữ tượng hình, khiến mọi thứ đều trở nên bí ẩn. Họ tin rằng người Ai Cập bảo vệ lăng mộ của mình bằng phép thuật hoặc nguyền rủa bất kỳ ai dám tiến vào bên trong. Ngoài ra, phép thuật cũng có thể làm xác ướp sống lại. Nhiều nhà văn Ả Rập cảnh báo mọi người không nên đụng chạm vào các xác ướp hoặc lăng mộ, bởi vì họ biết người Ai Cập đã sử dụng ma thuật trong lúc tiến hành nghi lễ cho đám tang. Cuốn sách đầu tiên viết về lời nguyền của người Ai Cập được xuất bản vào năm 1699. Kể từ đó, có hàng trăm cuốn sách khác ra đời với chủ đề tương tự. Việc khai quật nơi yên nghỉ của vị vua Tutankhamen vào năm 1923 có lẽ là trường hợp nổi tiếng nhất về lời nguyền của Pharaoh. Nó khiến nhiều người hoảng sợ và củng cố niềm tin về sức mạnh tâm linh huyền bí. Một số người có mặt lúc mở cửa lăng mộ chết yểu theo những cách kỳ lạ. Howard Carter, nhà khảo cổ học người Anh đứng đầu cuộc khai quật, phát hiện phiến đất sét ở một căn phòng nhỏ trong lăng mộ. Vài ngày sau, một thành viên của nhóm nghiên cứu đã giải mã được các con chữ tượng hình trên phiến đất sét và lời nguyền nói rằng cái chết sẽ đến với bất kỳ kẻ nào dám quấy rối sự yên bình của các pharaoh. Dấu hiệu đầu tiên về lời nguyền xảy ra khi Carter nhờ một người báo tin về nhà. Khi đến nơi, sứ giả đưa tin nghe thấy tiếng kêu yếu ớt và chứng kiến con chim hoàng yến của Carter đang bị rắn hổ mang ăn thịt. Rắn hổ mang là một linh vật có nhiệm vụ canh giữ lăng mộ theo quan niệm của người Ai Cập. Trong vòng 7 tuần sau khi mở cửa lăng mộ, bá tước xứ Carnarvon tên là Clad, người đồng khám phá lăng mộ Pharaoh Tutankhamun cùng với Carter, qua đời do biến chứng từ một vết mũi đốt. Con chó cưng của bá tước cũng chết bất thường không rõ lý do. Các phương tiện truyền thông đại chúng nhanh chóng đưa tin lời nguyền của Pharaoh ứng nghiệm, và đến giờ người ta vẫn còn tin vào điều này. Một nghiên cứu cho thấy, trong số 58 người có mặt khi lăng mộ và quan tài Pharaoh Tutankhamun được mở ra, chỉ có 8 người chết trong vòng 12 năm sau đó. Tất cả những người khác vẫn còn sống, bao gồm Howard Carter, người qua đời vì ung thư hạch năm 1939, thọ 64 tuổi. Lý giải khoa học, hầu hết các lời nguyền của người Ai Cập mang tính chất siêu hình, nhưng trong một số trường hợp, những cái bẫy và việc sử dụng chất độc đã khiến người ta hiểu lầm đó là phép thuật, gây thương tích hoặc thậm chí tử vong kẻ xâm nhập. Ví dụ, các lăng mộ được niêm phong, cài chốt cửa với nhiều căn phòng bí mật rất khó tiếp cận, lối đi bị chặn bằng phiến đá khổng lồ, có những hố sâu, cánh cửa gài bẫy. Ngoài ra, các kỹ sư Ai Cập cổ đại phủ lên sàn và tường lăng mộ bằng một hematite, loại bụi kim loại sắc nhọn gây ra cái chết từ từ và đau đớn cho người hít phải. Năm 2001, khi tiến sĩ Zahid Hawass và các cộng sự xâm nhập vào một ngôi mộ trên ốc đảo Bahiraja, Ai Cập, nhóm phát hiện ra một chiếc quan tài bằng đá cài bẫy chứa lớp bột hematite dày 20 cm. Họ buộc phải tạm ngừng cuộc khai quật cho đến khi trở lại với trang phục bảo hộ và mặt nạ phòng độc. Trong khi lời nguyền dường như chỉ là sự mê tín của người xưa, rất nhiều người hiện đại ngày nay vẫn tự trang bị cho mình một vật hộ mệnh hoặc bùa chú để chống lại ảnh hưởng của lời nguyền. Các nghiên cứu khoa học gần đây đã tiết lộ một hiện tượng tâm lý kỳ lạ. Những người tin rằng mình đang bị nguyền rủa cuối cùng sẽ gục ngã trước một căn bệnh vật lý gây nên do sự căng thẳng của thần kinh. Rất có thể lời nguyền từ thời cổ đại vẫn còn hiệu lực cho đến ngày nay nhờ hiệu ứng này. Vậy nên lời nguyền của Pharaoh được biết đến rộng rãi nhất kể từ khi các nhà khảo cổ mở quan tài chứa xác ướp vua Ai Cập Tutankhamun. Nhiều người tham gia mở quan tài chứa xác ướp chết một cách bí ẩn. Tuy nhiên, đối với các nhà khoa học thì đó chỉ là một lời đồn. Việc mở các quan tài để phục vụ công tác phục chế, bảo quản cũng như giúp tìm hiểu thêm về con người Ai Cập trong giai đoạn vương triều thứ 19 là việc hoàn toàn bình thường. Các xác ướp mới đã được đem trưng bày vào cuối năm 2019. Xác ướp Senetchem ngay sau khi được lấy ra từ quan tài được đặt trong khoang vô trùng để các nhà khoa học kiểm tra xem có côn trùng hay sinh vật nào bên trong hay không. Xác ướp nằm bên trong quan tài làm bằng gỗ màu được bảo quản hoàn hảo sau 3.400 năm. Nhiều người cho rằng người Ai Cập cổ đại trong quá trình ướp xác đã có các biện pháp phòng ngừa để ngăn những kẻ trộm mộ đe dọa đến nơi an nghỉ của vua và các cận thần. Dự kiến khi Đại Bảo tàng Ai Cập mở cửa vào cuối năm 2020, những cổ vật giá trị này sẽ được chuyển đến đây cùng hàng loạt cổ vật giá trị khác, bao gồm các chiếc quách mạ vàng của vua Tutankhamun. Xác ướp Ai Cập 3.400 năm tuổi đã được mở. Nếu có điều kiện, bạn có dám thử đến tham quan để tận mắt nhìn những xác ướp này không? Hãy chia sẻ với chúng tôi nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.